vụ 100 công dân mất tích ở Hàn Quốc, Việt Nam hỗ trợ tìm kiếm bảo hộ. Cục lãnh sự phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và công ty du lịch tại Việt Nam để tìm hiểu thông tin về những công dân mất liên lạc. Thông tin với báo Giao thông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin việc 100 công dân Việt Nam mất liên lạc sau khi nhập cảnh tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng Hàn Quốc, xác minh, tìm hiểu thông tin về vụ việc. Theo thông tin ban đầu, có khoảng 100 công dân Việt Nam mất liên lạc sau khi nhập cảnh Hàn Quốc với mục đích du lịch qua sân bay quốc tế Yangyang, tỉnh Gangwon. Do đó, những hãng bay và các công ty du lịch có liên quan phải tạm dừng đưa khách du lịch đến đảo Yangyang, tỉnh Gangwon đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2022. Theo bà Hằng, đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát vụ việc, giữ liên hệ với các cơ quan chức năng Hàn Quốc để cập nhật thông tin, hỗ trợ tìm kiếm công dân, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Cục lãnh sự phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước và công ty du lịch tại Việt Nam để tìm hiểu thông tin về những công dân hiện mất liên lạc và thực hiện các biện pháp giảm thiểu, ngăn chặn tình trạng công dân Việt Nam lợi dụng hình thức du lịch để tìm cách cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc, người phát ngôn Bộ ngoại giao cho hay. Trước đó trên mạng xã hội Việt Nam cũng như nhiều diễn đàn của người Việt tại Hàn Quốc đăng tải rầm rộ thông tin có đoàn khách Việt Nam bất ngờ mất liên lạc khi du lịch tới Gangwon bằng diện miễn visa. Nhiều nguồn tin cho biết ngày 16 tháng 10, có 217 người Việt nhập cảnh vào Hàn Quốc thông qua sân bay Yangyang bằng chính sách miễn thị thực, tham quan tour Gangwon Seoul trong 5 ngày. Nhưng trong số này, có tới 120 người đã bỗng dưng mất tích không ai liên lạc được. Chính sách miễn visa khi nhập cảnh tại sân bay quốc tế Yangyang, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc, đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2022, áp dụng với khách du lịch Việt Nam, theo đoàn từ 5 người trở lên nhập cảnh tại sân bay quốc tế Yangyang, theo công ty du lịch, với thời gian lưu trú tối đa 15 ngày, theo Tổng cục Du lịch Hàn Quốc KTO tại Việt Nam, hiện tại tỉnh Gangwon vẫn duy trì chính sách miễn visa đối với du khách Việt đáp ứng đủ điều kiện theo như quy định nhập cảnh tại sân bay quốc tế Yangyang. Yang. Do đó, các đoàn khách đi Hàn Quốc thông qua công ty du lịch và bay thẳng đến sân bay Yangyang Yang vẫn được áp dụng chính sách miễn visa. Chỉ riêng với hãng hàng không Fly Gangwon đã mở đường bay thẳng Yangyang Yang, Hà Nội và Yangyang Yang, Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 13 tháng 10 năm 2022 nhằm phục vụ các đoàn khách du lịch Hàn Quốc theo chính sách miễn visa này hiện tại công ty du lịch được chỉ định tại Việt Nam và Hàn Quốc đang triển khai sản phẩm du lịch miễn visa tới Yangyang thông qua đường bay thẳng của hãng hàng không Gangwon, tạm thời không thể tiếp nhận khách đăng ký theo diện miễn visa đến sân bay Yangyang từ 0 giờ ngày 23 đến 31 tháng 10 nên việc du khách Việt Nam tạm thời không tiếp cận và hưởng chính sách thông qua công ty này.